Thưa quý vị, ngày 4 tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, nếu vũ khí tầm xa được truyền cho Ukraine, Moscow sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa, kể cả việc lập vùng đệm tới biên giới Ba Lan. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Medvedev cho biết, Nga không thể bỏ qua mối đe dọa từ những loại vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vốn có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa sâu bên trong lãnh thổ Nga nếu các hệ thống vũ khí tầm xa này được cung cấp cho kiev moscow sẽ thực hiện các biện pháp để tăng cường an ninh và một trong những biện pháp này là mở rộng vùng kiểm soát cho phép tạo ra một vùng đệm theo ông vùng đệm trên biên giới với ukraine rất quan trọng để bảo vệ nga khỏi các cuộc pháo kích của kiev và chiều rộng của nó phụ thuộc vào loại vũ khí mà quốc gia đông âu sẽ nhận được Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói rõ, nếu Ukraine muốn có các phương tiện tấn công tầm xa thì vùng đệm này phải trải dài đến tận Ba Lan. Hồi tháng 6, tại một cuộc họp với các phóng viên chiến trường, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow có thể cân nhắc việc tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine nếu các cuộc ném bom vào các khu vực của Nga vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, cùng ngày 4 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố để sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, kỳ ép cần xin phép bốn nước là Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Khẳng định bốn nước trên đang và có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Nhà lãnh đạo hy vọng các cuộc tấn công như vậy sẽ khiến lực lượng Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ giới chức Mỹ cho biết Washington sắp phê duyệt việc chuyển giao một lô tên lửa hành trình tầm xa cho phép kế ép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, quyết định dự kiến sẽ được đưa ra vào mùa thu năm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, theo giờ địa phương, đã có 107 cuộc giao tranh xảy ra trên toàn bộ chiến tuyến kể từ đầu ngày, trong đó có 32 cuộc giao tranh ở mặt trận Kurakove, thuộc vùng Donetsk. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ trong báo cáo tình hình hiện đang căng thẳng nhất ở mặt trận Kurakove và Pokrovsk, lực lượng phòng thủ đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn đối phương Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Bộ này lưu ý rằng tình hình ở mặt trận Kurakove vẫn còn khó khăn. Quân đội Nga đã tiến hành 32 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine kể từ đầu ngày, cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ gần các khu định cư Krasnogorivka, Gogigivka, và Kostiantinivka. Ngoài ra, lực lượng Nga đang tích cực sử dụng không quân và pháo binh để pháo kích vào các khu vực lãnh thổ biên giới của các tỉnh Sumy và Chernihiv. Năm cuộc không kích liên quan đến 11 quả bom dẫn đường đã được ghi nhận nhằm vào các khu định cư của Sumy, Tokari, Nova Sloboda, Japin và Junakivka. Các khu định cư bị pháo kích bao gồm Sidorivka, Novovasilivka, Slavgorod, Popiivka và nhiều khu định cư khác. Các hoạt động thủ địch tích cực cũng tiếp diễn trên các mặt trận khác, đặc biệt quân Nga đã thực hiện 31 cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk, 14 cuộc giao tranh được ghi nhận trên mặt trận Kubiansk và 11 cuộc giao tranh nữa trên mặt trận Liman. Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng, mặc dù Nga đã nhiều lần nỗ lực phá vỡ hệ thống phòng thủ, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí, gây ra tổn thất đáng kể cho quân đội đối phương theo Ukrinform, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Lviv. Và Kriviri, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook rằng các động thái như vậy phải bị ngăn chặn. Tổng thống Zelensky viết, tên lửa Nga tấn công vào thành phố và người dân của chúng tôi. Tôi xin gửi lời chia buồn từ gia đình và người thân của các nạn nhân. Các tòa nhà dân cư, trường học và cơ sở y tế thông thường trong thành phố đã bị hư hại. Theo ông Zelensky, các cơ quan khẩn cấp đều nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm mọi thứ cần thiết để khắc phục hậu quả của vụ tấn công. Tất cả những người bị thương đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ lực lượng chức năng. Ông đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các đối tác mở khóa vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Mỗi đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới giúp Ukraine về phòng không đều là người bảo vệ sự sống thực sự. Bất kỳ ai thuyết phục được đối tác cung cấp cho Ukraine nhiều khả năng tầm xa hơn, cho phép chúng tôi phản ứng công bằng đều đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố của Nga vào các thành phố của Ukraine. Những động thái như vậy phải bị ngăn chặn, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan tuyên bố Nga sẽ phải trả giá và chịu trách nhiệm có các hoạt động tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này. Song ông lưu ý rằng Ukraine chỉ có thể thành công nếu nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác. Ông Dennis Mihan nói thêm, có thêm nhiều hệ thống phòng không hơn, nhiều vũ khí hơn và khả năng tấn công lãnh thổ của đối phương bằng vũ khí tầm xa sẽ cứu nhiều người khỏi tên lửa của Nga. Tên lửa lai máy bay không người lái UAV Palianistia tầm xa được cho là vũ khí giúp Ukraine tấn công các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga mà không chịu sự hạn chế từ phương Tây, trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào cuối tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên tiết lộ hình ảnh UAV Palianistia tầm xa do Ukraine sản xuất và cho biết Kiev đã sử dụng thiết bị này để tấn công quân đội Nga. Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, các chuyên gia đã đưa ra nhiều nhận định khác nhau về vũ khí mới của Ukraine. Theo chuyên gia quốc phòng Andrei Karuk, UAV Palianistia về cơ bản là tên lửa hành trình hạng nhẹ Ông Garuk cho biết, nó là một tên lửa hành trình thông thường và cổ điển, một phương tiện bay không người lái UAV mang theo tên lửa, và trong trường hợp này là trang bị động cơ tua bin phản lực. Theo hình ảnh được công bố, Balianistia là một tên lửa tương đối nhỏ, lượng thuốc nổ mang theo chỉ khoảng vài chục kg, chứ không phải 400 kg hoặc hơn như các tên lửa hành trình cỡ lớn, ông nói thêm. Còn theo ông Federico Bossari tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, CEPA, Palianistia là UAV tấn công một chiều tốc độ cao. Thông thường, tên lửa bay với tốc độ cao hơn so với những gì chúng ta biết về Palianistia. Do đó, nó có thể là UAV tấn công một chiều, mang một số đặc điểm của tên lửa. Nó được trang bị đầu đạn phân mảnh nặng khoảng 20 kg hoặc mang đầu đạn loại khác tầm bay từ 500 đến 700 km, ông Bosari nhận định. Trong khi đó, ông Oleksandr Dmitriev, cố vấn về hệ thống tự động không người lái và công nghệ thông tin cho tư lệnh lực lượng lục quân thuộc quân đội Ukraine cho biết, Palianistia có thể được so sánh với tên lửa hành trình. Bạn có thể so sánh nó với tên lửa, nhưng tên lửa có cơ chế điều khiển hơi khác. Danh giới giữa tên lửa hành trình và UAV Palianistia là rất mong manh. Mục tiêu tấn công của tên lửa hành trình không thể được điều chỉnh trong quá trình bay, nhưng Palianistia thì có thể. Với cơ bản, đó là sự khác biệt, ông Dmitriev nói. Cả ba chuyên gia đều có chung nhận định công nghệ chế tạo UAV Palianistia không phải là mới, nhưng Ukraine đã kết hợp được các công nghệ hiện có quen thuộc để tạo ra vũ khí mới, có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ở xa nằm trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin được tiết lộ, UAV Palianistia được trang bị động cơ phản lực và được phóng từ bệ phóng trên mặt đất thay vì từ máy bay hoặc tàu. Tầm bắn chính xác của vũ khí này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo đoạn video mà Ukraine công bố, UAV Palianistia có khả năng tiếp cận 20 sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Một trong số đó là căn cứ không quân Savasleka nằm cách biên giới Ukraine gần 665 km. Căn cứ này là một trong bốn mục tiêu bị Ukraine tập kích. Trong cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Nga hôm 14 tháng 8, song Ukraine không tiết lộ thiết bị nào được sử dụng trong cuộc tấn công giới chức Ukraine cho hay mất một năm rưỡi để chuyển UAV Palianistia từ bản thiết kế sang lần sử dụng chiến đấu thành công đầu tiên. Hôm 27 tháng 8, Bộ trưởng chuyển đổi số của Ukraine Mikhailo Fedorov cho hay chi phí sản xuất một UAV Palianistia là dưới 1 triệu đô la Mỹ. Con số này rẻ hơn nhiều khi so sánh với tên lửa hành trình KH-101 của Nga có giá khoảng 13 triệu đô la Mỹ, nhưng lại đắt hơn UAV cảm tử Shahed-136 của Nga có giá chỉ 50.000 đô la Mỹ. Ukraine bị cấm sử dụng một số vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Điều này khiến Kiev phải phát triển các phương án thay thế. Ông Bosadi cho rằng một vũ khí đủ nhanh để tấn công các mục tiêu như máy bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga là rất cần thiết, trong khi các tên lửa hiện có của Ukraine không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Palianistia chắc chắn là thứ mà Ukraine cần, nhưng trước đây không có. Neptune, tên lửa hành trình cận âm do Ukraine sản xuất, không có tầm bắn đủ xa, U, tên lửa đạn đạo chiến thuật do Liên Xô cũ sản xuất, có tầm bắn hạn chế và rất lỗi thời nên dễ dàng bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn, ông Bozari nói. Theo các chuyên gia, Palianistia sẽ không phải là cây đũa thần có thể tự xoay mình chuyển cục diện xung đột với Nga, cũng như mang lại ưu thế cho Ukraine. Tuy nhiên, trong trường hợp sản xuất hàng loạt và sử dụng kết hợp với các loại vũ khí khác, Ukraine có thể phản công hiệu quả, chỉ vài ngày sau thông báo về Palianistia, Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ Ukraine đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm đối với tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này tự sản xuất. Đây chính xác là sự kết hợp mà Ukraine cần để đe dọa các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, ông Bosari kết luận. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.